Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tầng 3 Chu Kỳ Hàng Năm. Mình là Minh Trí. Các bạn đang nhìn vào một bức ảnh. Bức ảnh này không phải được Photoshop nha các bạn. Mình xin nhắc lại, không phải được Photoshop. Đây là một bức ảnh mình chụp được trong một trận đấu. Và mình sẽ ngay lập tức gửi đến các bạn trận đấu này. Đây là con bài mới nhất được ra mắt tại server Tâu nha các bạn. Một con bài giúp ích rất nhiều cho chiến thuật của Isodia Nerok. Nó sẽ quăng một con bài của Isodia Nerok xuống mộ. Hãy xem nhá. Đấy, nó quăng xuống một mảnh đó nhá. Như vậy là hiện tại đã có 3 con bài, 3 mảnh của Isodia Nerok. Xin lỗi, 3 mảnh của Isodia ở dưới mộ. Nhiệm vụ tiếp theo của Bandikit là phải đưa xuống, rút ra 2 mảnh và đưa xuống mộ. Sau khi đưa 5 mảnh của Isodia xuống mộ thì triệu hồi đặc biệt Isodia Nerok. Còn lại bây giờ thì các bạn sẽ không gọi là không còn sự tập trung vào trận đấu mà đang chú ý đến vấn đề làm sao để 3 con bài Isodia Nerok cùng ra sân. Đây là mảnh thứ tư, cũng gọi là bị tư đạp xuống mô. Thì như mình nhớ cũng nhầm đây con bài diệt vô hình. Hiện tại thì đây là mảnh thứ 5 nha các bạn. Đã đủ điều kiện để triệu hồi con bài Isodia Nerok. Tính là nó. Như vậy là bởi con bài mình xin lỗi mình quên tên, một con bài của Yugi thì đã gọi ra được con bài Isodia Nerok thứ hai. Hay như đó là con bài đánh giày vui thì đánh giày hắc ám, thì phải đánh giày hắc ám. Bây giờ thì phải làm sao đây? Như vậy là hiện tại mình nghĩ rằng nhân vật Bandikit này đã nghiên cứu chiến thuật này rất kỹ, với những con bài giúp ích rất nhiều cho việc đưa 5 mảnh Isodia xuống mộ cũng như tăng sức mạnh cho Isodia Nerok. Vấn đề bây giờ thì làm sao để phá được con bài thiên sứ sông sân kia trong Ganoa. Còn thêm một tiếng đi vô cho đẹp mắt. Mình nghĩ rằng chúng ta nên xem lại một lần nữa. Bình thường thì những video kia mình sẽ chuyển sang phía nhân vật của đối phương, nhưng đây là một trận đấu đặc biệt các bạn. Hãy cùng xem lại một lần nữa. Khoảng cách mà ba Isodia Nerok ra trận. Mình xin khẳng định lại, đây là con bài mới nhất tại server Tâu nha các bạn. Nó chỉ mới ra mắt chúng ta trong vòng khoảng một ngày thôi. Đúng như vậy, chính xác là một ngày. Con bài mà chúng ta có thể ném được một con bài vào mộ. Một con bài là cứ như sinh ra để dành cho Isodia Nerok vậy.
mình đã xem khá nhiều trận đấu và mình tin rằng những lá bài của nhân vật Benny King này là những lá bài hoàn hảo nhất trong cách chơi của Yasuda Nerok. Thực sự như vậy, bộ cung hoàn hảo tất cả bạn, tất cả những lá bài đều gọi là có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta không phải xem một trận đấu mà chúng ta đã xem một tác phẩm nghệ thuật. Màn Exodia cuối cùng gọi ra Isoda Nerok. Mình xin khẳng định với các bạn rằng con bài Isoda Nerok này nó không thể nào bị tiêu diệt ở trên sân nha các bạn. Nó kháng bậy, kháng phép và kháng các quái vật. Ví dụ như bây giờ con bài trong trạng mắt xanh tấn công nó thì nó vẫn không bị phá hủy, nó chỉ bị trừ điểm LP mà thôi. Cách duy nhất để phá đi con bài Isoda Nerok này là đưa năm mạnh của Isoda này lên. Phải nói rằng nó rất khó khăn để có thể trì hồi được con ba Isoda Nerok. Nhưng khi mà đạt trì hồi được nó thì gần như là thắng lợi. Nhưng mình nghĩ rằng là nếu như đối với những người mà muốn giành chiến thắng thì người ta sẽ không chơi con ba Isoda Nerok này vì gọi rất mạo hiểm. Người ta chỉ muốn gọi là vì một tình yêu, vì một đam mê thì người ta mới chơi cách như vậy mà thôi. Đây là một cách chơi cực kỳ mạo hiểm. Nghĩ ra cách để có thể triệu hồi được Isoda nhanh chiến thắng đã rất khó khăn. Đối với Isoda lúc thì là càng khó khăn hơn khi phải trục qua được năm mạnh của Isoda và đưa năm mạnh của Isoda xuống mù, rất khó khăn. Chúng ta cùng nhìn lại những khoảnh khắc tuyệt vời. Bà Isoda Nerok ra sân với các bạn rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Hãy like và subscribe để đón xem những video hay hơn nữa.